Chào các bác, chào anh em nhé. Hôm nay bên shop em lại vừa mới xong dao thuổng rất nhiều những cái mẫu dao dành cho các bác làm nông nghiệp đi rừng. Thì đầu tiên là cái thuổng ở hôm nay thì cái mẫu thuổng mới nhất thì được làm cán nhá, được làm cán dài. Cái thuổng này thì dài trên 1 mét nhá và có trọng lượng là gần 2 kg ấy. Rất thích hợp đối với các bác mà đánh cây và các bác đi rừng mà cần thuổng để đào thì hãy dùng cái mẫu thuổng này. Đấy, đâu thuổng thì bên em rất chi là nhiều mẫu nhá. Các bác mà quan tâm đăng ký kênh thì các bác biết. Thì mẫu thuổng này hôm nay mẫu thuổng đầu tiên em đặt mẫu hàn cán luôn. Và dao quắm nhá. Dao quắm thì bên em có 3 loại. Một cái loại đã có cán hàn sẵn kia, rất chi là chắc chắn, và dao quắm hàng rèn 100%. Chất nhíp vô cùng là sắc nha các bác nhá. Đấy, đây là cái dao hàn sẵn tuýp sắt này. Dao cán gỗ này, dao cắt chuối này. Cái dao cắt chuối này vô cùng là sắc. Các bác có thể dùng chiết ghép cây cũng được nhá, mà giá rất là rẻ. Đấy, và tiếp theo là cái dao quắm. Cái dao quắm hàng chung nhá. Dao quắm này thì em có dao phát này, dao khâu liêm này. Khâu liêm thì dành cho các bác phát cỏ, phát cây rất là tiện, vô cùng là sắc bén. Cũng có video em đi test thử cái dòng này để các bác nhà mình được tham khảo rồi. Rất rẻ nhá. Tất cả đều là rất rẻ để gửi tới các bác trên mọi miền Tổ quốc. Khi các bác mà mua hai sản phẩm giờ lên, đấy, em sẽ bao ship tới tận tay các bác luôn nhá. Thuổng này, dao này. Đấy, đây là dao quắm hàng rèn này. Dao cắt chuối này, các bác mà làm nông nghiệp, các bác đi rừng nhá, rất cần thiết con dao này, mà bên em đang bán có 40.000 đồng trên một chiếc dao cắt chuối. Đây này các bác này. Các bác có thể dùng chiết ghép đều được hết. Đấy, còn đây là dao quắm dành cho các bác đi phát cây, đi lương, đi rẫy. Các bác cần mẫu nào thì alo tới bên em nhá. Bên em nhận ship COD toàn quốc và bao ship với hai sản phẩm dần lên. Đấy, các bác cứ mua hai sản phẩm đem bao ship. Giá cực kỳ là êm luôn. Tất cả những dòng dao nhá. Ở các bác mà quan tâm thì hãy để lại số điện thoại ở dưới cái video này. Em sẽ trực tiếp gọi tới các bác và tư vấn từng mẫu. Đấy, và các bác mà quan tâm hơn nữa thì hãy vào Zalo của em nhá, để kết bạn, để xem tất cả những cái hình ảnh muốn đặt hàng trước khi mua. Thì một cái video ngắn thì em cũng xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Các bác quan tâm thì đừng quên ấn like, chuông và đăng ký ủng hộ kênh. Mỗi lần em sẽ đăng tải một cái sản phẩm khác nhau để các bác nhận được những cái thông báo. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ạ.